Thúy Linh cùng ban biên tập Hồng Biên TV mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022. Quý vị thân mến, một thông tin nóng hổi nhất trong ngày, Bộ Công an công bố sổ khám vào T30. Các anh ca chị hot nhà báo luật sư hai mặt lạnh sống lưng. Cô Nguyễn Phương Hằng sẽ lôi thêm ai vào? Những người nổi tiếng nào sẽ nối gót theo sau? Quý vị thân mến, thụ lý vụ việc cô siêu Nguyễn Phương Hằng là Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là điều luật được áp dụng để khởi tố là điều 331 Bộ luật hình sự, truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước. Khi chính quyền là áp dụng luật này thì nhiều người cho rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi đang nhắm vào hành động của cô Nguyễn Phương Hằng khi livestream chửi là ông đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi. Như vậy xem ra hành động là bị khởi tố bắt tạm giam cô Hằng lần này không phải là tội vu khống hay xúc phạm những ca nghệ sĩ nổi tiếng. Bởi vì nếu cô Nguyễn Phương Hằng là livestream chửi các ca nghệ sĩ tên tuổi thì không thể nào là xâm phạm lợi ích của nhà nước. Vậy nên những người này chớ vội mừng. Một khi chính quyền không truy tố cô Hằng theo điều 155, 156 Bộ luật hình sự, tội xúc phạm danh dự và tội vu khống thì sẽ không loại trừ những người nghệ sĩ là bị cô Hằng chửi là vô tội. Những ai theo dõi xuyên suốt drama của cô siêu Nguyễn Phương Hằng thì đều nắm rõ, hèn thê tự xưng là nhà báo, luật sư, xuyên tạc, vu khống, bị đặt, nhục mạ, xúc phạm uy tín danh dự cá nhân và doanh nghiệp của cô Nguyễn Phương Hằng. Trước và cũng giống như vậy, Vi Ố tự nhiên nhảy vào mỉa mai công kích nhục mạ việc vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng, chú Dũng Lò Vôi hiến tặng 4 ha đất cùng nhà nước chống dịch và thách cô Nguyễn Phương Hằng đưa cậu con trai út của mình là em Huỳnh Hằng Hiễu đi thử ADN với 20 người đàn ông. Uy tín danh dự, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân và doanh nghiệp của cô bị tấn công chà đạp dã man, nên cô Nguyễn Phương Hằng bức xúc lên tiếng đáp trả ngay gay gắt và làm đơn tố cáo họ, nhưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh không xử lý. Ai đã chống lưng thì quý vị đã quá rõ. Trong khi đó, đơn của Vi Nổ, Hàn Thê thì gửi đến sau thì cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại xốc lên điều tra và kết quả hết sức là phi lý. Bất ngờ là Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố và tống giam cô Nguyễn Phương Hằng theo điều luật 331 Bộ luật hình sự trước sự ngỡ ngàng của đồng bào trong và ngoài nước. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Liệu Công an Thành phố Hồ Chí Minh và ông Phan Văn Mãi có thiếu công tâm, công bằng đối với cô Nguyễn Phương Hằng hay không? Cô Nguyễn Phương Hằng là nạn nhân, là người tố cáo tội phạm giờ lại trở thành phạm nhân. Như quý vị đã biết thì những cái người mà bên phía phe đối lập với cô Hằng thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là ngày 18 tháng 4 và ngày 20 tháng 4 họ đã có giấy mời luật sư nhà báo Đặng Thị Hàn Thê tới trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ về đơn tố giác của cô Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương. Được biết trong quá trình điều tra thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng đâm đơn kiện lên chính quyền tố giác những người mà cô đã livestream tố họ, nghĩa là cô Hằng làm hai việc song song, vừa tố giác trên mạng xã hội vừa tố giác trên đơn. Nội dung đơn được cô Phương Hằng gửi tới từ năm trước tố giác cô Hàn Thê có hành vi vu khống làm nhục bà. Trước đây thì cô Nguyễn Phương Hằng đã từng làm gửi đơn nhiều nơi yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi của cô Hàn Thê đã nhân danh một nhà báo, luật sư sử dụng mạng xã hội để xúc phạm cô Phương Hằng, xúc phạm công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Trong đơn thì cô Phương Hằng đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi, lời nói phát biểu của nhà báo Hàn Thê kích động cô Vũ khởi kiện, tập thể đồng thời yêu cầu là cô Hàn Thê thu hồi chấm dứt sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý của bà, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, rút tất cả các bài viết, clip, bình luận có liên quan đến cô Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Và thời điểm mà cô Phương Hằng gửi đơn tố giác tới nhiều cơ quan chức năng, và đã có một số cơ quan giải quyết đơn của cô Hằng vì cơ quan cảnh sát điều tra mời cô Hàn Thê này tới làm việc cũng là nhằm làm rõ những giải quyết đơn cũ. Được biết phía cô Hàn Si này cũng sẽ có luật sư đi cùng và nên là Hàn Si sẽ lên cơ quan cảnh sát điều tra giải quyết đơn mà cô Hằng đã tố giác. Và sau khi mà cô Hằng gửi đơn tố cáo thì Hàn Si cùng với là một số người khác thì đã bị bắt vào ngày 24 tháng 3. Và sau khi mà cô siêu Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam, việc này làm nhiều người lầm tưởng là cô Hằng bị bắt vì đã livestream xúc phạm đến nhà báo này và những nghệ sĩ khác. Cũng liên quan tới là cô Nguyễn Phương Hằng, sáng ngày 18 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với vlogger Quỳnh Nhơ. Quỳnh Nhơ được cộng đồng mạng biết đến với những đoạn video chia sẻ về ẩm thực nghệ thuật trên kênh YouTube Lang Thang Đường Phố. Tuy nhiên sau này, Quỳnh Nhơ đã tham gia livestream cùng cô Nguyễn Phương Hằng và
đã là vạch trần nhiều người nổi tiếng, cho nên đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy những người bị bà Hằng tố cáo là vô tội. Và điểm tối trong việc là ém tiền từ thiện vẫn còn đó. Cách chữa cháy của các ca nghệ sĩ Việt Nam bị tố, mà đặc biệt là cách chữa cháy của Hề Lũ sau khi bị tố vẫn không thể thuyết phục được cộng đồng mạng. Tuy là cơ quan cảnh sát điều tra đã ra thông báo là không đủ điều kiện để cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, việc không đủ điều kiện cấu thành tội phạm không có nghĩa là họ không có tội. Nếu bổ sung đầy đủ bằng chứng thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng sẽ khởi tố. Khi đó cả người tố và người bị tố cũng đều bị sổ khám. Cô Nguyễn Phương Hằng không thể không tham khảo luật sư trước khi tố một ai đó. Vì vậy, những người đang bị cô Phương Hằng tố cũng không hẳn là an toàn, mà đang là ngàn cân treo sợi tóc. Rất có thể cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ mở rộng thêm vụ án cô Nguyễn Phương Hằng, vì đây là một vụ án điểm, và lúc đó rất có thể là cô cũng sẽ kéo theo nhiều người cũng sẽ sổ khám theo bà. Hãy chờ xem. Thưa quý vị thân mến, showbiz gần đây không ngừng rung chuyển bởi những chia sẻ của cô siêu Nguyễn Phương Hằng thông qua các hình thức live stream. Đây được coi là một cách đánh trực diện vào những ca nghệ sĩ nổi tiếng giàu có và đắt sâu bậc nhất hiện nay. Một loạt cái tên nghệ sĩ hàng A của showbiz Việt bị sao kê chiếu mệnh, cái tên đầu tiên bị réo gọi chính là cây đa cây đề Hề Lũ. Trước khi bị vướng vào scandal ngâm tiền từ thiện thì ông nam danh hài này đã từng khiến cho dư luận phải choáng váng với con số 3 tỷ trong một đêm diễn. Tất nhiên con số này chỉ là tin đồn, chưa được chính phủ xác nhận. Nhưng với một số ngôi sao hạng A như Hề Lũ, con số chính xác là bao nhiêu cũng sẽ là điều khiến cho người ta phải choáng váng. Theo một thông tin mà một người giấu tên chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc thì giá cachet của Hề Lũ tầm khoảng là 100 triệu đồng nếu biểu diễn ở phòng trà. Nếu là chỗ quen biết thì giá thấp nhất cũng khoảng 80 triệu đồng. Sở hữu khối tài sản kích xù nhưng vẻ bề ngoài xa hoa chính là cách mà ông nam danh hài này đã đánh lạc hướng dư luận và sự chú ý của khán giả về mức độ giàu có của mình. Chỉ biết rằng là sự nghiệp dấn thân của Hề Lũ gần như là đặt dấu chấm hết bằng cách là hành động cúi đầu xin lỗi khán giả và đặc biệt là bà con miền Trung vì đã chậm trễ và có mưu đồ ăn chặn tiền từ thiện trong quá trình thực hiện các chương trình thiện nguyện của mình. Vì sai lầm nghiêm trọng này mà Hề Lũ đứng trước nguy cơ bị vào nhà đá giữa lúc làn sóng tẩy chay. Việc sử dụng sản phẩm do Hề Lũ làm đại diện thương hiệu đang lan rộng, một sàn thương hiệu thương mại điện tử lớn cũng có động thái là không cả nữa đối với vụ việc liên quan đến ăn chặn từ thiện của ông nam danh hài này. Nói về cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ Thúy Tề và Công Nông, nữ ca sĩ Thúy Tề không còn mấy mặn mà với con đường nghệ thuật mà thật sự bây giờ cô có ra hát thì cũng chả có ma nào mà xem. Thay vào đó thì bắt đầu là đầu tắt mặt tối về nhiều hoạt động thiện nguyện của mình để gây sự chú ý và đánh bóng tiếp tục cho tên tuổi của mình. Đây cũng chính là một thời điểm khi mà cô siêu Nguyễn Phương Hằng đang bị khởi tố, thì chính là lúc những mà cái con người này ngoi lên là nguyên nhân khiến cho cô phải thân bại danh liệt và không ngừng bị gọi tên trong các buổi live stream của cô Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, cô siêu đại nam này cho rằng khi kêu gọi quyên góp tiền từ thiện cứu trợ lũ lụt trong năm 2020 vừa qua, thì cặp đôi vợ chồng Thúy Tề và Công Nông đã ăn chặn một khoản tiền từ thiện rất lớn. Ngay sau đó Bộ Công an đã tiến hành vào cuộc điều tra và bước đầu phát hiện rất nhiều vấn đề sai phạm liên quan đến việc giải ngân số tiền kêu gọi từ thiện của cặp đôi vợ chồng Công Nông Thúy Tề. Trong cuộc đại chiến vạch trần lần này, một cái tên đáng chú ý nhất đó chính là ông thợ cắt tóc thất học đổi đời Đàm Vĩnh Viễn với danh xưng là ông Hoàng Nhạc Việt vùng cấm. Và vì sao mà cô Nguyễn Phương Hằng đó có phần ưu ái hơn với những người khác? Bởi vì hành động gửi đơn tố cáo đến cơ quan thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là cô Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo ông Đàm Vĩnh Viễn này có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân cùng với Hề Lũ, Thúy Tề, Công Nông, Đàm Vĩnh Viễn, thì cô Nguyễn Phương Hằng còn khiến cho showbiz dậy sóng khi gọi tên hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng khác như Trấn Lệ, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Trường Giang, Việt Hương vân vân. Cô siêu này còn gây sốc khi tung danh sách mang tên vận động viên giải ăn chặn từ thiện mở rộng, trong đó nhiều cái tên tuổi nổi bật được bổ sung phải kể đến là mẹ cô Hồ Ngọc Hà, Đại Nghĩa và vân vân. Một loạt tên tuổi sưng sỏ trong làng giải trí Việt, trong đó có cả đạo diễn ông Trùm Game Show. Và bây giờ khán giả kêu gọi tẩy chay các ca nghệ sĩ một cách quyết liệt và khán giả lựa chọn những món ăn tinh thần mới cho mình. Mặc dù showbiz Việt Nam chưa có luật phong sát như là các showbiz những cái nước khác, nhưng khán giả đang thể hiện quyền năng tối thượng của mình. Họ thông qua hành động phản đối và tẩy chay các ca nghệ sĩ một cách quyết liệt trên mọi mặt trận. Điều này khiến cho những ai đang dính lùm xùm đều đứng trước nguy cơ phải từ giã sự nghiệp hoặc sẽ gặp nhiều khó khăn khi quay trở lại sân khấu hay là màn ảnh, bởi làn sóng tẩy chay đang ngày càng mạnh mẽ và lan rộng trước cơn bão mang tên
là Sao Kê xuất hiện thì khán giả đã từng tẩy chay thành công nữ hoàng đạo lý Hương Giang khi mà phản đối việc cô này xuất hiện trên các game show với tần suất dày đặc với nhiều phát ngôn gây tranh cãi, chỉ là những phát ngôn tào lao bí đao. Theo lẽ thông thường thì những drama này cũng có hồi kết, tuy nhiên cuộc thanh lọc chưa từng có tiền lệ đang khiến cho showbiz phải lao đao vì khán giả giờ đây chỉ thích là hệ thống drama trên các trang mạng xã hội thay vì ngồi trước màn ảnh nhỏ để xem và thưởng thức những game show nhảm nhí như trước kia nữa. Hơn nữa, sau việc Lập đã bị gọi tên và tẩy chay, ở trạng thái là những người này đã bị thấp thỏm khi cô Siêu Nguyễn Phương Hằng không biết có thể là concept vào bất cứ lúc nào để chia sẻ về những giấc mơ đại chiến của mình. Về phần khán giả đã quá ngán ngẫm với một đám ca nghệ sĩ là rác rưởi trên mạng xã hội, dày đặc các phương tiện truyền thông, dày đặc và những vở hài kịch là nhảm nhí, những bộ phim nhảm nhí xàm xí đú mang tính là màu mè, tính chất dạy đời khiến cho công chúng càng thêm bức xúc. Mới đây, vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính đã cập nhật tiến độ xây dựng nghị định thay thế cho Nghị định 64 năm 2008, nghị định của Chính phủ ngày 14 tháng 5 năm 2008 về vận động tiếp nhận phân phối sử dụng các nguồn vốn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ cho nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn và sự cố nghiêm trọng do dịch bệnh, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là con đường kết thúc cho các hoạt động từ thiện làm màu của đám ca nghệ sĩ rác rưởi trong thời gian vừa qua. Đây chính là một vấn đề được dư luận rất quan tâm trong thời điểm có nhiều lùm xùm liên quan đến việc kêu gọi từ thiện của giới nghệ sĩ. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phần tin mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mà chúng tôi ngày hôm nay muốn gửi đến cho quý vị. Còn thời lượng bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp.